Hello, thân mến chào các bạn Ok, hôm nay Peter có một cái món đồ mới về tối hôm qua Và Peter rất là vui để giới thiệu cho các bạn Cái cặp bánh mà Peter cũng nhòm ngó nó cũng được 2 năm nay rồi đó Và cũng thấy review ở trên mạng rất nhiều Rất là nhiều người khen Mình không nghĩ là tại sao một cái cặp bánh mà Made in China mà tụi pro bây giờ những người mà uh, có có uh, có tiếng ở trên uh, uh, YouTube á, họ dùng họ đều khen thì mình cũng uh, tò mò thì Peter cũng đã theo dõi cái cặp bánh này hai năm nay rồi tuy nhiên tới ngày hôm nay Peter mới mua về để mà trải nghiệm tại vì Peter cũng có cái lý do mua nó uh, lý do là tại vì tuần vừa rồi Peter mới bán một cái cặp bánh khác À, mà cái cặp bánh đó Peter đã dùng cho cái chiếc uh, Conago này cũng uh, 3 năm nay thì Peter đã bán cái cặp bánh đó tại vì cái cặp bánh đó nó cũng là cái 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 mẫu nó cũ rồi thứ hai nữa nó hơi hẹp à, tuy nhiên cái cặp bánh uh, Nolo đó dùng rất là tốt thì Peter bán cái cặp bánh đó rồi lấy cái tiền của cặp bánh đó bù thêm một chút xíu Peter mua cái cặp bánh này và cái cặp bánh này uh, thì uh, cái công nghệ nó ngon hơn mới hơn thì uh, ngày hôm nay nó mới về, à ngày hôm qua nó mới về, thì ngày hôm nay Peter làm cái video xong Peter sẽ ráp bánh xe vô, à, rồi Peter sẽ ra đạp thử liền, à, trải nghiệm coi như thế nào. Nhưng mà đây là cái hiệu à, của cái bánh xe, nó là cái hiệu WinSpace lún, lún, ok lún WinSpace, cái tên cái tên này á, thì trên mạng người ta nói cái chữ lún này là cái gì, cái chữ lún này là là à, à, tàu, thì dịch ra là bánh xe. OK, lún là bánh xe. Thì uh, cái hộp này á, hôm qua nó về là Peter đã uh, không chết chờ đợi được, cho nên Peter đã mở ra trước rồi để để xem nó như thế nào nhưng mà không có thời giờ để làm cái video ngày hôm nay làm cái video chia sẻ với các bạn trước khi Peter đi ra đạp. Thì đây là cái hộp nó ha. Thì lúc mà mình mở ra thì đây là cái hộp nó, nó có cái câu nó gọi là you just got faster có nghĩa là bạn. À, sẽ nhanh hơn ý của nó nói là mua cặp bánh này gắn vô xe đạp là các bạn sẽ tự nhiên đạp nhanh hơn thì ở trong này nó cho mình cái gì trước trước nhất á, là nó cho mình một cái túi cái túi này rất là hay nha cái túi này à, à, mình gắn lên cái cái ghi đông xe đạp và giả tỷ những cái ngày nào mà mình đi đạp xa mình đạp à, à, trải nghiệm à, xa đó thì mình có thể đeo cái này đằng trước rồi mình có thể bỏ đồ vô đây đồ ăn đồ uống này kia vô đây À, thì trong cái túi này, mỗi cái túi này, cái túi này rất là quality luôn. À, nếu mà mình phải đi mua cái túi này thì nghĩ chắc cũng phải 30 đô thì nó cho sẵn một cái túi này thì trong cái túi này nó cho mình cái gì? Nó cho mình quyển sách để mình mình đọc ha. À, để mình hiểu biết về cái cái cặp bánh này nó cho mình những cái bố thắng đây là cái bố thắng cái bố thắng này là bố thắng carbon nha tại vì cái cặp các cặp bánh này là carbon cho nên mình phải thay cái bố thắng này vô trong cái, cái 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 thắng của mình để mà mình dùng chứ nếu mà mình không dùng đúng cái bố thắng nó sẽ làm hư cái 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 cái, cái niền. và trong này nó có thêm cái gì à nó có thêm hai cái skewer tiếng việt mình gọi cái skewer là cái gì vì không biết bạn nào có tiếng Việt thì nhắn vô trong cái comment nha để Peter học hỏi thì hai cái skewer này một cái cho bánh trước và một cái cho bánh sau đã chất lượng lắm rồi ở trong cái hộp này thì nó là như vậy đây đóng gói cũng đơn giản thôi Peter sẽ lấy đầy lấy hai bánh ra luôn nó kẹp hai bánh như vậy ở giữa hai bánh đó, nó có một cái miếng cà tông nếu mà được thì Peter sẽ giữ cái thùng này lại lý do là tại vì sao nhiều khi á, mình mua cặp bánh về mình xài hoặc là mình có những cái cặp bánh ở nhà mình xài mà mình muốn bán đi á muốn bán lại á thì nhiều khi cái thùng này nó cũng tốt thôi để mà mình dùng tại cái thùng này nó là cái cái thước mình có thể bỏ hai cái hai cái niền xe vô mình bán mình gửi đi cho cái người mà mua ha, thì cũng cũng lợi cho nên Peter sẽ giữ cái hộp này lại và đây là hai cái niền đây ha hai cái niền xe cho các bạn xem cái bánh trước rồi lát nữa Peter sẽ mở cái bánh sau ra tại cái bánh sau là cái quan trọng cái bánh sau là cái mà quan trọng của của cái nền xe đây bánh trước đây kỳ này Peter mua là cái cái nền này là cái nền 38 nha cái vành 38 tại vì Peter không có muốn mua cái vành mà nó dày cái này nó có bán 38 50 và 65 mua cái giày đạp thứ nhất là nó không có hợp cho cái chiếc xe này chiếc xe này peter muốn mua cái cặp này để gắn vô cái chiếc conago này thay cái, cái niềng peter đang có tại cái niềng peter đang có tuy như các bạn thấy nó rất là đẹp nhưng mà nó nặng đạp cái này mình không có đạp nhanh được đạp thì cũng khá tốt đó tại vì hai cái niềng, hai cái vành này nó cũng là loại tốt tuy nhiên nó là bằng uh, alloy nó nặng hơn ok nó nặng hơn là carbon và dùng như vậy để mà leo uh, leo 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 đồi leo núi leo này kia nó không có được tốt lắm tại vì Peter thật sự uh, đạp Peter rất là thích leo Peter không có thích đi, đi tốc độ nhanh uh, bằng là Peter thích leo Peter thích uh, tập uh, tập leo nhiều hơn thì Peter mua cái 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 cặp này uh, lý do mua cặp này một lần nữa Peter nói là tại vì cái tò mò thứ hai nữa Peter thấy người ta khen rất là nhiều cho nên mình cũng muốn tò mò với thứ ba cũng đang cần có một cái cặp để gắn vô cái này gắn vô chiếc Conago này để để để, để leo và đi những cái ngày dài ví dụ 100 miles này kia thì cái bánh nhẹ nó vẫn tốt hơn đây là cái bánh trước ha Peter sẽ quay thử cho các bạn xem rồi lát nữa Peter sẽ nói sâu vô cái cái thông số của cái vành này Wow, nhẹ nhàng lắm các bạn. Lát nữa Peter đi ra đạp Peter sẽ uh, trải nghiệm uh, cái đạp ngày đầu tiên với cái bánh này như thế thế nào luôn ha. Sau khi trải nghiệm ngày đầu tiên Peter sẽ có cái cảm nghĩ uh, phần phần 2/3 phần sau những cái ngày đạp dài. Rồi bây giờ tới cái vành uh, quan trọng đó là cái cái vành uh, phía sau. Đẹp không các bạn? Peter sẽ quay cho các bạn nghe cái tiếng uh, cái tiếng free hub của nó là cái tiếng nổ của nó như thế nào. nổ đẹp luôn đó một lần nữa nè cái niền này á, mình có thể đặt mua với cái đùm Shimano hoặc là SRAM hoặc là Campagnolo tuy là hiện bây giờ Peter đang dùng cái bộ này là Super Record Camp nolo Tuy nhiên Peter mua cái vành này là Shimano. Nó có ghi cái chữ nè, Shimano, cái cái đùm Shimano. Lý do là tại vì Peter có một số cái clip, cái cassette của sẵn có Shimano ở nhà. Lát nữa Peter sẽ gắn cái bộ một 11 30 này. Đây là cái ba 1130 khá mới của Peter, Peter sẽ gắn vào đây để Peter dùng Và lý do tại sao Peter dùng uh, mua cái Shimano kỳ này Lý do là tại vì cũng đơn giản thôi nếu mà mình mình vì lý do gì đó mình uh, xài một thời gian mà mình muốn đổi cái cặp bánh khác mà mình có bán cái cặp bánh này đi á thì nếu mình bán cái cặp bánh mà có đùm Shimano thì nó bán dễ hơn nhanh hơn tại vì số người dùng Shimano nhiều hơn là Campagnolo uh, khi mà gắn cái này vô và đạp với lại super Record thì hoàn toàn vẫn dùng tốt đẹp được cái bộ đạp uh, uh, Campagnolo nhưng mà mình dùng cái đùm và cái líp uh, uh, Shimano vẫn thoải mái bình thường không sao hết. Mình có thể phải index lại một chút xíu thôi nhưng mà nó không có thành vấn đề cho nên Peter không có ngại là mua cái vành này cho uh, với cái đùm Shimano. Thứ hai nữa là kỳ này Peter mua uh, là cái này là cái uh, cái loại mà thắng uh, thắng thắng phanh uh, chứ không phải là thắng dĩa lý do là tại vì chiếc xe đạp này Peter vẫn thắng bằng phanh, ha. Còn cái chiếc uh, Pinarello của Peter là thắng dĩa rồi và cái chiếc đó nó hiện giờ nó đang có cái cặp bánh uh, uh, Dura Ace rồi ngon quá rồi Peter không có cần phải mua cặp bánh uh, dĩa cho nó. Uh, tuy nhiên cái chiếc này Peter mua cái cặp bánh này đặc biệt là cho cái chiếc này, cho nên Peter kỳ này mua là vàng. Peter để tới gần cho các bạn xem cái 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 uh, cái thiết kế của cái cặp này, cái cặp này nó gọi là Hyper Hyper 38 38 và như các bạn thấy đây nó có cái chữ hyper rất là đẹp. Nó nó nó, nó dán nó dán liền với lại cái cái vành. Và nếu mà các bạn nhìn rõ, nhìn kỹ á, thì cái cái thiết kế này á, nó có những cái vân nhìn nó giống như là con bướm á. Đó. Cái vân nó rất là đẹp. Nhìn là mình biết mình mình thấy nó đặc trưng của cái cái bánh này liền. Đây nếu mà người nào đạp cái bánh này ở ngoài đường là Peter nhìn là Peter biết của hiệu Winspace Hyper một lần nữa cái Winspace Hyper này là của China tuy nhiên nó nó rất là chất lượng và rất là nhiều người khen và hôm qua Peter cầm này Peter mở ra Peter cái cái cảm nghĩ đầu tiên là wow nó nhẹ quá nhẹ nhưng mà nó rất là chắc chắn nó rất là tốt đây nó có cái vân và đây là nó Hyper thì bây giờ Peter sẽ nói một số thông số của cái này à, Cái này á Nó là tubeless ready Có nghĩa là Ở đây nó đã bo sẵn cái 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 tubeless rồi Có nghĩa là mình sẽ dùng cái 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 vành này Theo cái kiểu tubeless nếu mình muốn ha Và đây nó có gắn cho mình cái 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 stem Cái valve stem của tubeless sẵn luôn rồi Nhưng là à, lát nữa Peter sẽ không có À, dùng thuốc lót mà Peter sẽ gắn cái ruột uh, TPU World, rồi Peter sẽ gắn bánh xe thì lát nữa Peter sẽ tháo cái này ra cất qua một bên. Cái thông số của cái này như thế nào? Thứ nhất á, là cái này là hiệu Winspace lúng hyper. Uh, Peter mua cái mẫu này là cái mẫu vành thẳng uh, thắng vành và cái chiều cao của nó là 38. Cái chiều ở trong á là 19 mm. 19 mm nó có cái mẫu mới hiện bây giờ nó có cái mẫu 2023 nhưng mà cái mẫu 2023 nó mắc hơn hơn cái mẫu này nhiều cho nên Peter quyết định đi mua cái mẫu mẫu này cái mẫu này là 2020 cho nên nó đang có cái giá rất là tốt giá sale thì uh, Peter mua cái cặp này á uh, nó bán hồi lúc trước đó, nó bán ngàn 000 2 ba tuy nhiên bây giờ nó đang sale là 1.000 không thuế không gì hết và nó gửi free shipping về uh, tới nhà Peter và rất là nhanh nha Peter mua cái này là ngày 17 tháng 8 mà ngày hôm qua là ngày 24 tháng 8 nó đã gửi về tới nhà rồi có nghĩa là chỉ có trong vòng một tuần có 7 ngày thôi từ ngày Peter đặt mua mua trên mạng qua cái cái cái, cái website của Winspace luôn từ ngày Peter mua cho tới ngày nó gửi về là đúng 7 ngày thì cái cặp này Peter mua là 1.000 đô không thuế và miễn shipping nó gửi shipping miễn phí về tới nhà luôn thì Peter cảm thấy với những cái công nghệ của cái bánh này cái 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 niềng này mà với cái giá 1 ngàn thì Peter cảm thấy là khá rẻ tại vì 1 ngàn đồng mà bây giờ mình mình đi ra mà mình, mình mua một cái cặp carbon mà với những cái thiết kế như vậy thì không có mua được mà mình phải mua những cái cặp mà second hand cặp cũ trong khi 1 ngàn đồng Peter có thể mua cái này mới toanh thì cái này là vành này á, là 38 ở trong á, là 19 19 ngàn cái bề ngoài á, là 26 mm Ok thì dựa trên cái cái quảng cáo và cái lưu ý của hãng á, thì nó hãng nói là cái này cái cái này nếu nếu mình gắn cái vỏ xe 25 là đẹp luôn nó sẽ rất là aero tại vì 25 với lại cái cái vành này nó nó bự ngang 26 thì nó sẽ liền luôn tuy nhiên cũng có nhiều người trên mạng người ta dùng 28 với cái này không có vấn đề gì hết nhưng mà ngày hôm nay Peter sẽ gắn vỏ 25 Continental vô để Peter trải nghiệm tại vì Peter nghĩ là 25 đạp với cái xe này nó cũng rất là hợp hai gắn 28 vào cái xe này thì nó lại không đẹp cho nên đây cũng là một cái lý do tại sao video chọn cái mẫu 2020 à, cái mẫu mới á, cái mẫu mà 2023 đó các bạn mua á, thì ở cái phía trong á, nó là 21 ly nó lớn hơn một chút xíu à, ở ngoài nó cũng là 26 nhưng mà ở trong nó là 21 cho nên mình sẽ gắn cái bánh nó bự hơn à, một lần nữa video chọn cái mẫu này nó nó là 2020 theo như hãng nó nó liệt kê á và có nhiều người ở trên mạng người ta đã cân Peter thì hiện bây giờ không có cái đồ cân nhưng mà Peter biết là nó rất là nhẹ rồi đó thì hai cái hai cái niềng này á trọng lượng nặng của nó là 1267 gram cộng trừ uh, size sai sai lệch 3 phần trăm thì 1267 gram trong cái cặp này á, là thưa các bạn là khá nhẹ nha nhẹ đó nhẹ hơn những cái, cái cặp mà Peter đã từng có Uh, những cái cặp mà nhẹ nhất mà Peter có từ hồi xưa đến giờ là 1 400 1 rưỡi gram không mà mà cái này có 1 267 cho nên cái carbon này rất nhẹ. nhẹ lý do là tại vì sao những cái căm này nè nó dùng á, là căm uh, carbon luôn nó không phải là căm sắt mà là căm carbon carbon uh, spoke uh, cái mẫu là ST01 á, là những cái căm mà uh, carbon mà hiện bây giờ những cái uh, cái niền xe cao cấp á, nó đều dùng cái 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 này nó là tubeless ready tubeless ready có nghĩa là nó đã liền cái này nó không có lòi những cái lỗ mà căm ra thì nó là rất là kính hơi để mà mình dùng những cái vỏ mà tubeless ngày hôm nay Peter không có dùng tubeless Peter sẽ gắn uh, cái uh, ruột vô rất là tình cờ hôm qua đó Peter order sáu uh, 6 cái ruột 6 cái ruột uh, right now TPU mà cái loại super light 24 gram đây nó đã về 6 cái và hôm nay Peter sẽ gắn hai cái này vô đây luôn tình cờ nó về cùng lúc luôn cái cái đùm này á nó là ceramic ok cho nên nếu mà các bạn mà phải đi mua những cái ceramic bearing để thay vô cái đùm của các bạn là cũng đã tốn tiền rồi nhưng mà cái cái cặp này nó đã là ceramic rồi cho nên nó nó quay rất là êm rất là nhanh và có chớn wow video cầm video quay rất là nhẹ dĩ nhiên là cái ngày đầu tiên đạp nó sẽ chưa có chân chu càng đạp nó sẽ càng chân chu hơn cái này nó thiết kế nó có một cái nó gọi là cái cách mà nó, nó 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 làm cái carbon á là nó gọi là filament winding thì như các bạn nhìn kỹ à nó cuốn cái carbon á nó cuốn chéo 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 cuốn chéo 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 cho nên nó nó có cái hình thù nhìn giống như là à, cánh của con bướm bướm butterfly ông ánh ông ánh đó đây nè các bạn thấy là nó chéo 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 nè nó cuốn chéo chéo nè đây là cái kỹ thuật nó gọi là filament winding và nó có lý do của nó dựa trên hãng nó nói là nếu mà các bạn nhìn kỹ những cái chéo này nè nó cuốn á nó cuốn nó cuốn theo những cái chỗ mà cái lỗ của căm lý do là tại vì nó làm như vậy á thì những cái chỗ mà cái căm á nó sẽ chịu lực tốt hơn nó chịu lực tốt hơn còn những cái chỗ khác á, nó sẽ giảm cân nó giảm ký và nó vẫn làm cho cái 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 vành này nó cứng. Tuy nhiên nó làm rất là nhẹ nhưng nó chịu lực rất là tốt là tại vì cái cách mà thiết kế filament winding của nó và filament winding này ở trên cái cái vành này nó để nguyên cho mình thấy. Còn những cái carbon mà cao cấp khác á, là nó 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 lực nó, nó, nó tiền tuyền luôn mình không có thấy được nhưng mà đây là cái cách mà thiết kế nó gọi là filament và như các bạn thấy là nó chéo ngay đúng vô cái những cái lỗ cam. Thì những cái lỗ cam như vậy á, với cái filament winding á nó sẽ chịu lực tốt tại vì khi mà mình đạp á mình ấn xuống mình, mình 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 ra lực á thì nó sẽ căng và cái lực ở ngay cái chỗ những cái cam này nó phải mạnh, nó phải cứng thì cái cái cặp bánh này nó mới nó mới gọi là stiff ok thì nhiều người người ta khen cái cặp bánh này nó rất là cứng Peter rất là thích đạp những cái cặp bánh cứng là tại vì nhiều khi Peter cần leo leo á Peter phải đứng lên và Peter ấn ra power thì khi mình ấn như vậy cái cái niềng xe mình nó phải cứng thì nó mới cái cái lực ở trên cái đùi mình cái, cái chân mình nó vô xe liền luôn nó vô lực tức luôn còn nếu mà cái cái cái, cái, cái niềng xe mà nó nó không cứng á cái spoke cái cầm nó không có cứng á và cái niềng xe nó không cứng á, thì mình sẽ mất cái power trong cái lúc mà lúc mà mình ra ra sức như vậy và thứ hai nữa là nếu nó cứng á mình tăng tốc nó nhanh hơn tại vì mình ấn cái nó đi liền tại vì tất cả những cái cái lực của mình ở trong trong cái đôi 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 chân của mình nó nó vô cái bàn đạp và nó vô cái bánh liền luôn lát nữa đi ra đạp thì sẽ trải nghiệm liền luôn coi coi là cái filament winding này nó thật sự nó có đúng như là tụi nó nói không và thứ hai nữa là coi coi những cái cái carbon spoke này nó những cái căm mà nó làm bằng carbon này nó có khác với là những cái căm khác không? Tại vì Peter đạp rất là nhiều bánh bánh xe đủ 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 hiệu với cam phát loại mất tiền rồi hiện bây giờ đang đạp cái Shimano Dura-Ace cũng là mất tiền nhưng mà chưa bao giờ đạp qua những cái cặp bánh mà nó có carbon spoke có căm carbon thì đây cũng là một cái trải nghiệm mà Peter sẽ chia sẻ với các bạn à, cái thiết kế này rất là hay à, đó là nếu mà các bạn nhìn kỹ ở đây á, là căm nó có một cái 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 phần chéo ở bên này á, ở bên căm này á, là nó không có nó nó chỉ là căm thẳng thôi ok cái mặt này căm thẳng nó không có chéo nhưng mà bên cái phần mà cái đùm đạp nè cái chỗ mình gắn cái clip á thì nó sẽ có căm chéo đây nè chéo nè hai hai cái này nó chéo hai cái này nó chéo qua nhau nhưng nếu mà những cái cái niềng mà à, thiết kế không hay á hai cái căm chéo này á nó sẽ đụng vô nhau tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn để Peter để trên cái 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 này có. đây như các bạn nhìn đây là ngay cái chỗ ngón tay của Peter nè hai cái căm này tuy nó chéo nhưng mà nó không đè lên nhau nó không cấn lên nhau rất là hay tại vì như vậy á, là nó sẽ không có ra nó không có mạ sát với nhau hai cái căm nó không bao giờ đụng với nhau và mình đạp nó sẽ không có bị cạ nhau còn nếu mà những cái cái bánh xe, những cái điền xe mà hai cái căm chéo á, mà nó đè lên nhau á, nó đụng nhau á, thì sau một thời gian á, đạp á, nó sẽ bị cả nhau và nó sẽ có cái tiếng kêu mình rất là khó chịu. Tuy nhiên cái căm này nó không đụng nhau thì nó sẽ không bao giờ kêu. Đó, cái đây cũng là một trong những cái thiết kế rất là hay. Theo như Peter nghiên cứu á, thì cái công ty Winspace này hồi xưa nó là một cái công ty nó chuyên làm cho những cái bánh, những cái niền xe có tiếng à phía miễn nói những cái niềng xe có tiếng tại vì mình nói ra cái đụng chạm vô những anh em mà đang có những cái niềng đó rồi anh em uh, lại uh, không thích ha. Mình tránh nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm á thì các bạn lên mạng các bạn đánh cái chữ Winspace Hyper và tìm hiểu thì các bạn sẽ biết là cái hãng này nó đã làm bánh xe cho những cái cái hãng tên tuổi mắc tiền, cái okay. bán gấp đôi luôn, bán giá gấp đôi luôn gấp gấp đôi rưỡi luôn. À thì sau đó đó họ mới làm ra cái công ty này và họ đặt cái tên là Winspace Hyper và họ dùng những cái kỹ thuật cao cấp đó để làm ra cái dàn này, dàn bánh này với cái giá mà là tất cả mọi người chúng ta có thể mua được à, rất là rẻ. Cái đùm này là cái đùm design của của hãng luôn, nó là cái đùm lún luôn. Trong này nó là ceramic bearing. À, căm này là căm carbon cái 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 thiết kế này nó gọi là filament winding. Nó nó kéo ngay ngay những cái lỗ cam để để giữ lại cái lực uh, cho cái này nó cứng. Và cái này là tubeless ready. Cái này là chiều cao là 38 ha, rất là nhẹ, mình đạp mình mình đạp mà ngày nào mà có gió nó không có nó không có tạt vô cái xe mình mà nó không có đảo cái xe mình. Còn nếu mình mua cái loại dày hơn á thì uh, nó sẽ đảo. Cái này nó bán là kích thước là 38 Nếu các bạn nào muốn mua 50 cũng có 65 cũng có Và nó có hai mẫu luôn Mẫu thắng 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 phanh Rồi thắng dĩa cũng có ha Mình muốn chọn cái nào cũng được Giá bằng nhau hết Kích thước đều kích thước khác nhau nhưng mà giá đều bằng nhau Nếu mà các bạn nào lên mạng bây giờ mua là 1.000 đô Peter nghĩ là 1.000 đô với cái cặp này Thật sự là good value, good deal, good deal để mua không nên mua không nên bỏ 1 ngàn đô ra để mua cái cặp mà xài cũ mà brand name tại vì Peter đã nghiên cứu kỹ cái cặp này 3 năm nay rồi hôm nay mới mua ok và ngày hôm qua Peter cầm ra Peter thử và Peter so sánh thì Peter thấy chất lượng này rất là tốt ở trên cái bánh này nó cũng có một cái hay nữa là thật sự thì cái bánh nào nó cũng có thôi nó có cái lỗ nhỏ đây bên này cũng có một cái lỗ nhỏ để anh chị để thoát thoát nước nếu mà cái bánh mình nó có vô nước thì nó sẽ thoát ok nó chỉ mỗi bên nó có một cái lỗ nhỏ thì cái bánh nó cao cấp và kho bên nào nó cũng có ông ánh lắm nếu mà để mà có ánh sáng thì cái cặp bánh này nó rất là ông ánh nó nó bởi vậy nó mới nói là cái ông ánh này nó nhìn giống như là cái cánh của con bướm vậy đó bây giờ Peter sẽ gắn cái cassette vô và Peter sẽ gắn vỏ xe vô Peter sẽ gắn cái TPU TPU Super kỳ này, Peter mua, Peter mua, mua lộn, cho nên Peter lại mua cái mà nó hơi dài. Nếu tới 80 mươi là... lận nhưng mà thôi kệ gắn vô à, dùng cũng được. À, Peter đặt order cái ngắn hơn để cho nó đẹp hơn à, nhưng mà hiện bây giờ nó, Peter có cái 80 thì Peter sẽ gắn cái này vô đây và Peter sẽ gắn hai cái vỏ uh, hai cái vỏ Continental vô đây và gắn vô chiếc xe Conago này để ra đạp uh, trải nghiệm liền luôn nếu mà cái này mà ngon á là peter sẽ đăng bán cái cặp này luôn tại vì uh, cái gì mà mình để dư ở nhà mình không dùng á nó cũng phí Cái đó là cái tính của peter bây giờ peter làm thì cái giai đoạn làm đó các bạn không cần phải coi thì peter làm xong peter uh, đã mặc sẵn quần áo để đi uh, ra đạp rồi peter sẽ ra đạp và cho các các bạn cái cảm nghĩ uh, ngày đầu tiên đạp với cái bánh uh, hyper hyper lún hyper này Như thế nào? các bạn thấy nè bây giờ peter đã gắn uh, vỏ xe vô rồi khi vừa gắn vỏ xe vô rồi thì nhìn nó rất là đẹp luôn đó ha không có dày lắm như vậy ra đạp là không có bị uh, Crosswind, không có bị tạt rồi quá đẹp. Peter sẽ gắn vô chiếc xe Kronago uh, Master này để coi như thế nào đây các bản đằng sau đây Peter đã gắn cái uh, uh, Shimano uh, Ultrag 11 30 vô đây rồi Lý do Peter gắn cái 30 này là tại vì hiện bây giờ Peter đang có cái 30 compact Nolo trong trong xe Peter rồi thì cái dây sên nó đã cắt cho nó đúng cái kích thước rồi cho nên Peter gắn cái 30 này để cho cái sên nó đúng luôn. Chứ nếu mà Peter gắn cái ngắn cái nhỏ hơn á, Peter có cái dura Ace 11 25 nó nhỏ hơn thì thì cái dây sên nó lại phải mình phải cắt dây sên mất công quá. Cho nên Peter chọn cái 11-30 sẵn có nhà đây để gắn vô. Và đây là bánh xe đằng sau nãy Peter có nói rồi, Peter mua cái cái right now kỳ này nó cho cái cái stem này nó màu trong. Nó không có màu đen, Peter thích cái màu đen hơn. Peter mua lộn lúc mà mua cái này không để ý, mua nó dài quá thì vì hồi, cách đây 3 hôm Peter cũng đã order cái ngắn hơn rồi, nhưng mà ngày hôm nay có sẵn cái dài này thì gắn vô, nhưng mà thật sự gắn vô mà dài vậy nhìn không có đẹp lắm. Và thứ hai nữa cái màu này Peter không thích lắm, Peter thích cái màu đen hơn nhưng mà đó thì giờ đang có cái gì để dùng cái đó thì bây giờ Peter gắn cái này vô ha gắn xong rồi Peter sẽ phải uh, cho một chút nhớt nhớt sên để đi ra đạp chắc phải nói cái thắng ra là tại vì uh, cái uh, cái vành uh, cái vành mới uh, nó nó dày hơn cái vành uh, đang có trên xe cái này nặng lắm cái này nhẹ hều thấy nó khác hẳn liền cầm vô là khác hẳn liền Ồ, oh, ok. Không cần sửa cái thắng lại. Cái niềng mà cặp niềng Peter mới bán tuần vừa rồi á, nó cũng màu đen. Compact Nolo nó màu đen. Tuy nhiên cái mẫu đó nó cũ rồi. Cho nên Peter bán đi. Cũng được 700 đô. Mua cái này 1.000 đô, thêm có 300 mà mua cái này mới hơn nhiều. Công nghệ tốt hơn. Wow. Gắn vô nhìn thấy cái xe nó đẹp không các bạn? OK. hồi Nãy Peter có nói rồi đó là đôi Otraga với lại à uh, Shimano với lại uh, bộ đạp uh, Campagnolo với lại Shimano Lip vẫn OK vẫn tốt. Rồi Peter sẽ thả cái uh, cái thắng ra để coi có cần chỉnh không. OK, nới ra một chút. À, Peter có một cái project Peter sẽ làm cho các bạn hướng dẫn các bạn luôn. Đó là một ngày nào đó Peter sẽ rã cái xe này ra, rã hết ra và Peter sẽ làm một cái video uh, hướng dẫn các bạn ráp nguyên một chiếc xe đạp từ a tới z luôn. Tại vì Peter chính Peter đã ráp cái xe đạp này từ a tới z và trong cái giai đoạn Peter ráp đó Peter học hỏi rất nhiều và Peter sẽ làm một cái series uh, video từ cái lúc mà mua cái sườn cho tới cái lúc mình mua những cái bộ phận cho xe đạp và lúc mình ráp nó vô như thế nào. Peter sẽ làm cái series đó uh, khi nào Peter có một chút thời giờ ha rồi được cái bánh bằng sau các bạn thấy sao so sánh uh, cái bánh đen gắn vô cái xe này thấy nó mạnh mẽ hơn đúng không cái này là cái bánh uh, alloy chrome còn cái này bánh đen này gắn vô cái xe nhìn thấy nó mạnh khỏe hơn liền nhiều và dĩ nhiên là Lát nữa đạp Peter biết chắc là nó sẽ đạp nhanh hơn vì nó nhẹ hơn rồi giờ gắn cái đằng trước oh khác hẳn các bạn cái này nặng nè còn cái này nhẹ heo và nhẹ tưng à cái này nặng nè cầm là mình biết liền luôn cảm giác liền luôn đổi tay ok nè nhẹ heo à. cái này nặng cái này nhẹ tưng à rồi nó có cái sự khác biệt rõ rệt luôn và cái sự khác biệt rõ rệt này nó sẽ uh, ảnh hưởng uh, rất tốt cho mình khi mình đạp dĩ nhiên uh, mình mua đồ sẽ đạp mà càng nhẹ càng tốt càng nhẹ càng mất tiền nó là như vậy đó đồ xe đạp á đồ nào mà càng nhẹ thì lại càng mất tiền các bạn cứ nhớ như vậy quay rất thẳng luôn Vì giờ xả cái cái thắng phải chỉnh cái thắng một chút xíu tại vì cái vành này cái niềng này nó 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 bự ngang hơn cái niềng sắt ok ngon lành rồi các bạn thấy sao wow gắn cái cặp này vô cái xe này Wow, nhìn nó mạnh khỏe liền luôn Wow, Peter rất là thích luôn, đẹp quá Tuyệt vời các bạn ơi, đúng cái ý của Peter luôn Hết sảy Bây giờ Peter uh, lấy uh, lấy nước uh, Chuẩn bị đi ra đạp Đạp tới, uh, tới đâu uh, Peter sẽ uh, cho các bạn cái cảm nghĩ ngày đầu tiên đạp với lại cái cặp bánh Hyperlum uh, kích thước 38 này. Ok ha. Thôi mình đi đây thưa các bạn uh, đạp mới được 20 miles. Cái cảm nghĩ đầu tiên là cái cặp bánh này thật là tuyệt vời đó các bạn. Uh, đạp nó rất là rất là cứng cáp, uh, nó rất là stiff. Uh, Peter tăng tốc uh, nhanh lắm. Uh, khi mà đứng lên mình đạp á uh, mình lắc qua lắc lại á mình có cái cảm giác là cái bánh xe này cái cái vành xe này nó cứng cáp lắm cho nên uh, À, cái sức mà cái lực mình bỏ ra đạp ra nó nó vô với chiếc xe đạp liền ngay lập tức luôn à, nó lướt lắm nha các bạn tuy nhiên ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì uh, có thể là cái bánh xe nó chưa có break in có thể là đạp uh, khoảng một tuần hay là một tháng nữa thì nó sẽ còn lướt hơn nữa nhưng mà uh, cái cái cặp bánh hyper này uh, thưa các bạn là Peter quá là happy tuy là mới đạp có 20 miles Bây giờ chia sẻ cho các bạn một chút xíu, lát nữa à, nghỉ ngơi 5 phút Peter sẽ đạp tiếp à, thêm 20 miles nữa để coi như thế nào Và sau đó à, cuối tuần này có thể Peter sẽ đạp à, 100 miles với lại cái cặp bánh này à, Để à, cho, cho các bạn thêm cái cảm nghĩ, nhưng mà nói chung ra là à, Peter ước gì là mua cái này sớm hơn chút xíu Uh, tuy nhiên tới bây giờ thì điều kiện uh, mình phải bán bớt những cái đồ ở nhà xe đạp đi tại vì để nhà nhiều quá cũng không có dùng hết thì cũng mới bán cái cặp bánh uh, uh, đi uh, được 3 ngày nay thì lấy cái tiền đó mình bù thêm chút xíu mình mua cái này uh, đây là cái cặp uh, Winspace Hyper với lại cái kích thước là 38 đó như các bạn thấy uh, gắn vào chiếc xe này rất là đẹp luôn cái xe này là Classic uh, Conago Master X-Lite mà gắn cái cặp bánh này vô nhìn nó cũng rất là hay ha classic cặp à, cặp với lại à, thời đại modern thì à, Peter nhìn Peter thấy cũng rất là đẹp OK rồi giờ Peter đạp tiếp để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nha. rồi uh, Peter mới đạp uh, 40 mươi ma xong uh, thật là tuyệt vời các bạn ơi rất đáng đồng tiền cái cặp bánh này uh, uh, tuy là Peter mới đạp 40 mươi ngày hôm nay là ngày đầu tiên mới ráp vô cái chiếc conago này để đạp nhưng mà uh, quá đã luôn cái cặp bánh này thật là đáng đồng tiền uh, nó rất là nhanh nó nhẹ nó nhanh và nó lướt và nó cứng nữa cho nên lúc mà Peter uh, tăng tốc uh, nó rất là giọt ha cái sức mình bỏ ra nó nó không bị mất sức mình mình đạp cái cái pedal cái là nó 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 đi liền à, mấy cái chắc là tại vì mấy cái mấy cái cam mà carbon nè à. đó ok thì đây là Cái cảm nghĩ đầu tiên của cái cặp bánh này à, chia sẻ với các bạn peter còn sẽ đạp nhiều nó nữa và sẽ cho các bạn thêm những cái cảm nghĩ về cái cái cái, cái, cái cặp cặp bánh hyper này ha Kích thước 38, nhìn nó rất là đẹp Với cái chiếc chiếc uh, Conago Master đây của Peter Nếu mà gắn cái mà nó dày hơn á Có loại 50 thì nhìn nó xấu lắm Tuy nhiên cái này Cái này gắn vô nó hài hòa hơn Và uh, nó đẹp hơn Ngày mai, à không, Chủ nhật này Peter sẽ đem cái chiếc này ra uh, để uh, leo uh, Peter sẽ đạp 100 miles Và sẽ leo uh, rất là nhiều Thì uh, cái ngày hôm đó sẽ có cơ hội uh, Trải nghiệm với lại cái cặp này nhiều hơn Tại vì Peter mua cái cặp này Gắn vô cái xe này là để uh, để leo chứ không phải là đi tốc độ ha okay. cái 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 chiếc này Peter làm để để leo leo núi leo dốc này kia là là chính còn cái chiếc Pinarello kia uh, uh, Peter Rap uh, là để đi tốc độ nhiều hơn ok rồi uh, thân mến cho các bạn hẹn các bạn trong cái video sau nha rồi bye bye